Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Muốn đổi mới giáo dục nên từ bỏ những giáo điều của chủ nghĩa xã hội. Ngày 20 tháng 11, VOA tiếng Việt có bài Hai nhà giáo, Việt Nam nên từ bỏ xây dựng con người xã hội chủ nghĩa vì quá cổ kỹ, kiềm hãm. Theo đó, VOA cho biết, thầy giáo Đỗ Việt Khoa ở Việt Nam và giáo sư Phạm Minh Hoàng ở Pháp nhận xét ngày 19 tháng 11 rằng Việt Nam nên bỏ đi việc xây dựng con người xã hội chủ nghĩa bị hai ông xem là cổ kỹ và ngăn chặn sự phát triển của con người. Và đây là hình bài trên VOA. Bình luận của hai ông được đưa ra trong bối cảnh Tổng bí thư Đảng Cộng sản Tô Lâm vừa họp ngày 18 tháng 11 với các đại diện ngành giáo dục của đất nước nhân ngày Nhà giáo Việt Nam ngày 20 tháng 11. Trong đó, ông Lâm nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu trong việc đổi mới giáo dục, đào tạo là tập trung xây dựng con người xã hội chủ nghĩa. VOA dẫn lời giáo sư Phạm Minh Hoàng từ Pháp chỉ ra rằng, cho đến thời điểm hiện tại, sinh viên Đại học Việt Nam vẫn phải học 4 môn về chính trị gồm lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa xã hội khoa học. Ông đưa ra bình luận như sau. Những cái đó họ gần như là nhòi nhét vào đầu sinh viên, khủng khiếp hơn lúc các em thi vào, họ dạy trong vòng năm đầu tiên và trước khi các em ra trường, họ dạy thêm một lần nữa, làm như là để các em khỏi quên. Nếu còn giữ tư duy đó, Tôi thấy đó là cái ngăn chặn sự phát triển của con người. VOA cũng dẫn lời thầy giáo khoa đưa ra quan sát về ngành của mình. Sự thiếu liêm sĩ của ngành giáo dục ngày càng nặng, ngày càng phổ biến. Nổi bật nhất là tình trạng trấn lột tiền của phụ huynh học sinh ở tất cả các cấp học mà người ta dùng từ mềm mỏng là lạm thu. Trường nào mà hiệu trưởng tuyên bố nói không với các khoản thu trái phép thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chúng tôi ở trong ngành biết rất rõ điều đó. Ông Hoàng lưu ý rằng, một trong những mục tiêu được nêu trong luật giáo dục của Việt Nam là đào tạo con người trung thành với chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, theo ông, để thay đổi, Việt Nam phải xóa bỏ điều 4 trong hiến pháp, vốn quy định rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Và đây là hình tổng bí thư Tô Lâm. Theo VOA, thầy giáo Đỗ Việt Khoa đánh giá rằng điều ông Tô Lâm nhắm đến thật tốt đẹp, còn thực tế cho thấy các trường ở Việt Nam mới đạt được những kết quả ít ỏi về mặt này. Thầy Khoa nhận xét và nêu ra nguyên nhân như sau: Lâu nay Việt Nam có cái dở, cái cản trở mục tiêu thứ hai là chỉ được nói theo quan điểm của lãnh đạo, chỉ được ca ngợi đảng, chính quyền, không được phê phán. Ai phê phán, phản biện là phản động. Thế là tiêu diệt hết những tiếng nói, tư duy độc lập. Một số người viết hay, sắc sảo, hợp gấp, họ góp ý, chê trách đảng thì dễ bị án tù. Thầy Khoa cũng chỉ ra những biện pháp để xây dựng con người tự học và tư duy độc lập. Biện pháp đầu tiên là tôn trọng ý kiến trái chiều, khuyến khích người dân đấu tranh với những cái chưa được của đảng viên, bộ máy lãnh đạo. Thứ hai là triệt để xử lý quan chức sai phạm, tham nhũng, làm trái, trù dập người dân hay là gây lãng phí thất thoát. Theo giáo sư Phạm Minh Hoàng, một đất nước nằm dưới sự cai trị của duy nhất một đảng Cộng sản vẫn có thể phát triển về giáo dục, khoa học kỹ thuật như trường hợp của Trung Quốc với các thành tựu của nước này về xây dựng đường xá, mạng viễn thông, 6G, hay xe hơi điện EV được xem là vượt trội so với khói AO G7. VOA cho hay, nêu dẫn chứng là có nhiều nhà trí thức Việt Nam thành đạt ở Mỹ, phương Tây, nhưng ít người về nước đóng góp vì các điều kiện không phù hợp và các vụ bê bối gian lẫn bằng cấp làm mất niềm tin vào ngành giáo dục, giáo sư Hoàng nhận định. Với tình trạng giáo dục Việt Nam như hiện thời thì vô phương. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin muốn đổi mới giáo dục nên từ bỏ những giáo điều của chủ nghĩa xã hội. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Chủ tịch nước Lương Cường tìm kiếm sự hậu thuẫn từ Trung Quốc để củng cố quyền lực. Ngày 19 tháng 11, AFI Tiếng Việt đăng bài bình luận tại sao Lương Cường lại bất ngờ chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump của blogger Nam Việt. Theo đó, tác giả đề cập, Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường mới đây bất ngờ lên tiếng, gián tiếp chỉ trích nhiệm kỳ cầm quyền sắp tới của ông Donald Trump rằng bảo hộ chiến tranh thương mại chỉ dẫn đến suy thoái, nghèo đói. Và đây là hình bài trên AFI. Điều đáng nói là hệ thống truyền thông nhà nước Việt Nam đồng loạt đưa tin thậm chí dẫn giải nội dung này cho ông Tân Thủ tướng khi phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC ở Peru ngày 14 tháng 11. Trong khi đó, gần 1.000 cơ quan báo chí, truyền hình của nhà nước Việt Nam lại hoàn toàn im lặng về câu chuyện liên quan đến ông Lương Cường. Đó là vụ bê bối của ông Lại Đắc Tuấn trong chuyến công du Chile vừa rồi. Tác giả đặt ra câu hỏi vì sao ông Cường lại lên tiếng gây hấn với ông Donald Trump vào lúc này mà câu chuyện chiến tranh thương mại được nhìn thấy rõ là vấn đề giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thậm chí, cuộc chiến đó là gây gắt, người hưởng lợi lại là Việt Nam. Dĩ nhiên, người dân trong nước khi nhìn vào những phát biểu của ông Cường tại APEC có thể thấy ông ta đang nói thay cho Bắc Kinh. Thậm chí, không khác nào đang thách thức Tổng thống Trump sắp tới khi ngồi vào tòa Bạch Ốc sẽ xét lại những thuận lợi của Việt Nam trong giao thương với Mỹ. Ví dụ như, chuyện đã Việt Nam hưởng lợi thẳng dư lên đến 103 tỷ đô la trong trao đổi thương mại với Mỹ. Và đây là hình Chủ tịch nước Lương Cường. Tác giả nhắc lại, Chủ tịch Lương Cường nhân lúc ông Tô Lâm đang công du Mỹ và châu Âu hồi tháng 9 năm 2024 đã bất thần chạy sang triều kiến Tập Cận Bình nhằm kiếm sự ủng hộ cho việc dành phần quyền lực cho phía quân đội. Cùng từ lúc Lương Cường lên nắm chức, lần đầu tiên trong quốc hội đã có lời phàn nàn so sánh việc tại sao số tướng công an ở trong nước lại áp đảo so với tướng quân đội. Đây là lần đầu tiên những lời bàn và mâu thuẫn lâu nay giữa ngành công an và quân đội được nói công khai trước quốc hội. Trong câu chuyện ông Lại Đắc Tuấn ở Chile, theo tác giả Nam Việt, có nhiều nguồn tin cho biết rằng ông Tuấn chỉ là kẻ thế thân cho chủ cho một câu chuyện lớn hơn nữa mà có thể ông Lương Cường sẽ bị hạ bệ nếu không khéo thu xếp sớm. Theo một nguồn tin không thể kiểm chứng được, vụ ăn chơi ở khách sạn thuộc về một nhóm quan chức. Tuấn là người biết chuyện sau và Đinh Ninh là ở khách sạn này, đường dây gái mại dâm là nói mật khẩu, mang nước lên. Và từ đó ông ta bị phản ứng bất ngờ do người đem nước chỉ là nhân viên phục vụ. Tuấn phải ra mặt chịu tội và cam kết với chủ là không được hé môi nửa lời cho cuộc ăn chơi đó. Nhưng với Tô Lâm, bao nhiêu đó đã là cơ hội vàng cho một kế hoạch lật đổ trong tương lai gần. Vì bởi mỗi chuyện ăn bò dắt vàng bị lộ video đã làm mất danh thế của ông ta suốt một chặng dài. Và đây là hình tổng bí thư Tô Lâm. Vẫn theo tác giả, để lý giải về câu chuyện, ông lại đắc tuấn rùm ban cả thế giới. Nhưng báo chí Việt Nam hoàn toàn im lặng bởi có lệnh từ cấp cao của chính phủ ra lệnh các báo không được đưa lại tin, cũng không được để lọt bất kỳ một bình luận nào trên báo. Chính Lương Cường cũng nhận ra những chân ghế của mình đang ngồi lung lai bởi câu chuyện này. Tác giả cho biết, xác định tấm lòng trung thành đối với Bắc Kinh, chỗ dựa cuối cùng và quan trọng của Lương Cường trong những ngày tháng tới, vì tân chủ tịch được Trung Quốc yểm trợ đã phải gồng mình lên tiếng chỉ trích ông Donald Trump để chứng minh rằng mình vẫn là thành phần mà Bắc Kinh luôn có thể tin cậy được. Tác giả lưu ý trong cuộc tấn công và đánh đập ngư dân ở Hoàng Sa mà Trung Quốc ngạo mạn nói rằng Việt Nam phải biết giáo dục lại công dân của mình. Phía chủ tịch nước Lương Cường cũng hoàn toàn im lặng và không có một thái độ gì phản đối Trung Quốc. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Chủ tịch nước Lương Cường tìm kiếm sự hậu thuẫn từ Trung Quốc để củng cố quyền lực. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.